Kính thưa anh chị em, xin anh chị em cho chúng tôi vài phút để chia sẻ và thông báo với anh chị em vài điều. Từ ngày hôm qua, chúng tôi đã nhận được cái công văn chính thức của hai tỉnh Tây Ninh và Bình Phước, là hai tỉnh có liên hệ với giáo phận Phú Cường cùng với thành phố Hồ Chí Minh qua huyện Củ Chi cũng như tỉnh Bình Dương, thì đã thông báo để có thể tạo sự bình thường hóa những sinh hoạt tôn giáo ở trong địa bàn tỉnh, trong giáo phận của chúng ta. Coi như vậy là đã có đủ những thông báo của chính quyền ở nơi liên hệ. Như vậy chúng ta có thể khởi đầu lại một cái sinh hoạt bình thường, nhưng mà chắc chắn là trong một tình trạng mới, và tôi cũng nghĩ rằng trong một cái ý thức mới với một tinh thần mới nữa. Chúng tôi thực sự cũng qua đây cũng cảm nhận được cái tinh thần liên đới và cái ý thức trách nhiệm của các cấp chính quyền mà giáo phận chúng ta có liên hệ. Chúng tôi cũng cảm nhận là không có những cái việc gây khó khăn, khó dễ cho những sinh hoạt tôn giáo của chúng ta. Nhưng mà trong ý thức trách nhiệm của mình thì các cấp chính quyền cũng đã có những cố gắng hết sức và cũng sớm hết sức có thể để tạo điều kiện cho chúng ta có được sinh hoạt tôn giáo trở lại, để đem lại lợi ích cho chính chúng ta nữa. Vì lại càng ngày ta cũng càng thấy rằng cái sinh hoạt tôn giáo của chúng ta nó không có gây hại gì cho đất nước, nhưng mà nó góp phần không nhỏ trong cái việc xây dựng và phát triển con người, xã hội và đất nước. Tôi rất là mừng và cũng biết ơn về điều này. Và chính vì thế thì chúng tôi cũng sẽ chính thức thông báo với tất cả anh chị em cách riêng trong giáo phận Phú Cường này. Ngày hôm nay chúng tôi sẽ ra cái thông báo đó ở trên trang mạng của giáo phận. Mà hôm nay qua thánh lễ online này thì chúng tôi cũng thông báo để tất cả chúng ta biết rằng từ ngày mai trở đi là sẽ không có thánh lễ online, mà chúng ta sẽ trở lại cái sinh hoạt bình thường. Nhưng mà trong cái với một cái luôn luôn cái ý thức cảnh giác, chúng ta cố gắng làm để những cái gì mà cái cơ quan y tế đã lưu ý, đã nhắc nhở chúng ta. Tôi thiết nghĩ những cái điều đó, dù rằng chúng ta không có bệnh dịch, nhưng mà mình cũng thực hiện thì đó cũng là một điều rất bình thường và rất tốt. Nếu không thì ta cũng không có dịch Covid, thì cũng có khi nó cũng có những cái nguy cơ khác. Cho nên tôi nghĩ đó cũng là điều tốt đẹp để chúng ta vừa giữ cho mình có một cái nếp sống cũng văn minh, vệ sinh tốt đẹp, vừa cũng bảo vệ trước ảnh hưởng của những người khác. Như chúng ta thấy mới đây thì Đức Hồng Y Tắc Lê là Đức Tổng trưởng Thánh Bộ của Loan Báo Tin Mừng cho các dân tộc, tức là Thánh Bộ Truyền Giáo đó. Ngài cũng đã khám nghiệm và xác định là Ngài có dương tính COVID. Vậy đó, điều đó chắc chắn là nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều trong cái giáo hội công giáo, trong những người mà có liên hệ, có cái việc phục vụ đối với Ngài. Cho nên chúng ta thấy đó là một cái điều tác hại. Chúng ta chắc chắn đừng để cho khi có những sự cố xảy ra như vậy, bắt đầu chúng ta mới lo, mới sợ, mới tránh. Và lúc đó nhiều khi tránh quá, nó đâm ra nó có những cái bất bình thường trong đời sống. Tôi xin anh chị em cũng lưu ý để cũng lắng nghe và cũng quan tâm để thực hiện cái việc mà Bộ Y tế đã cảnh giác, để dù trong cái sinh hoạt gọi như là bình thường, trong tình trạng mới này, thì chúng ta cũng cần có một cái ý thức mới và với một cái tinh thần mới để chúng ta góp phần xây dựng và bảo đảm cho cái sức khỏe, sự an toàn của chính mình cũng như của cộng đoàn, của người khác nữa. Và khi trở về lại với sinh hoạt bình thường thì tôi cũng nghe đó đây, có lẽ không phải chỉ trong giáo phận của chúng ta mà có những nơi khác nữa, là bắt đầu thấy người ta ngại tới nhà thờ. Đức Giáo Hoàng đã kêu gọi
đưa chúng ta trở lại với cộng đoàn, đưa chúng ta trở lại với bầu sinh hoạt, bầu khí sinh hoạt, phụng vụ và sinh hoạt của cộng đoàn, và để chúng ta trở về với bí tích thánh thể. Ta cứ tưởng tượng đi, mình bây giờ có cái liên hệ đối với nhau, mà rồi bây giờ chúng ta cứ qua những cái phương tiện truyền thông để chúng ta liên lạc với nhau, thì chắc chắn là nó sẽ không hay chút nào cả. Tôi vẫn nhớ một cái hình ảnh rất dễ thương, hình của một cậu bé tí xíu, cái mặt khóc rất ư là xấu, và dưới người ta comment một cái hàng chữ là: từ ngày có Facebook đến giờ, sinh nhật của em chỉ toàn, quà sinh nhật của em chỉ toàn là chữ với hình không thôi. Tức là nếu như chúng ta sống với Chúa mà cũng như thế, với cái thời phương tiện truyền thông nó phổ biến và nó có nhiều cái thuận lợi, vậy mà chúng ta cũng sống với Chúa trong cái những cái kiểu hình ảnh như thế, thì sợ rằng mai mốt có khi lên nước trời khi chúng ta cũng cảm thấy không cần. Hoặc là Thánh Phêrô khi nói vui là đâu có cần lên thiên đàng gì, ở quả ngục mình cứ coi TV hay là có Facebook để chúng ta coi cảnh thiên đàng cũng được rồi, đâu có cần gì, thì lúc đó chắc là nó nguy hại lắm. Nên xin tất cả cộng đoàn chúng ta vừa ý thức trách nhiệm của mình để bảo vệ mình và anh chị em, đồng thời chúng ta trở về lại với những sinh hoạt cộng đồng. Sinh hoạt cần có những cái liên hệ thực, và nhất là việc chúng ta lắng nghe lời Chúa trong cái bầu khí của cộng đoàn, nhất là việc rước Chúa trong bí tích thánh thể nó thực chứ không chỉ là thiêng liêng. Thì hy vọng nhờ thế đời sống đức tin của chúng ta mỗi ngày được nâng cao hơn. Kính chúc tất cả anh chị em bước vào một cái giai đoạn mới, giai đoạn của sự bình thường mới mẻ, với một cái tinh thần thật tốt đẹp, mới mẻ, để xây dựng và để bảo vệ cuộc sống của chúng ta cũng như của anh chị em của mình. Cảm ơn anh chị em.